Chào mừng các bạn đã tới với RTK Media. Ở kỳ trước trong bài review về Osama Sentai King Roger, chúng mình đã hé lộ thêm những nội dung tiếp theo của kênh, đó là khám phá hậu trường và quy trình sản xuất bộ phim này. Ngày hôm nay, hãy cùng RTK Media tìm hiểu công đoạn tiền kỳ, xây dựng bối cảnh và thế giới quan của Osama Sentai King Roger nhé! Phần nội dung trong video được anh Hoshino Aoi của team tổng hợp và biên tập từ những thông tin chính thức mà Toei chia sẻ trên blog. Trước tiên, để giới thiệu về trường quay, studio được Toei sử dụng để quay King Roger là Hibino VFX Studio và studio của Sony PCL Incorporation, chuyên về kỹ xảo điện ảnh và hiệu ứng đặc biệt. Hai studio này thường được sử dụng để quay quảng cáo, MV ca nhạc, chụp hình và gần đây nhất là làm trường quay cho Don Brothers và King Roger. Về vấn đề chi phí sản xuất, theo phỏng vấn trên IT Media Co. GP, thì kinh phí của King Roger không quá tốn kém như ta tưởng. Mọi chi phí như tiền đi thuê set quay ngoại cảnh, tiền xe cộ đi lại, chi phí phát sinh do thời tiết, tiền dựng set quay ở những khu vực mà một team Sentai hay lui tới như nhà ở, căn cứ, cockpit, v.v. đều được quy đổi thành tiền dựng và quay trên bối cảnh 3D. Nếu có phát sinh chi phí thì đa số sẽ là trang thiết bị để quay như camera hay phần mềm và sẽ được tính là chi phí đầu tư vào công nghệ. Ví dụ như nâng cấp camera với độ phân giải từ 12K lên thành 16K ở Season 2 của King Roger. Do đó, ta thấy rõ rệt được sự thay đổi kỹ xảo ngay từ những tập đầu của Season 2. Tiếp theo, ta sẽ tìm hiểu đôi nét về LED panel, công cụ đắc lực trong quá trình ghi hình của King Roger. Crystal LED Display System do chính Sony sáng chế với độ phân giải 8K với kích thước khá lớn như trên hình. Không chỉ có một màn lớn mà còn có màn hình ở hai bên và trên đầu. Công nghệ này cũng đã từng được nhiều phim như Mandalorian hay The Batman sử dụng. Do là màn hình rất lớn nên điểm mạnh của công nghệ này là giúp hắt sáng lên chủ thể như diễn viên, trang phục, đạo cụ, hỗ trợ cho công đoạn dựng quay cảnh giả tưởng hay những cảnh mà bình thường không thể quay được, thoải mái chỉnh ngày đêm mà không cần lo lắng về việc ghép cảnh, chỉnh sáng cho chân thật. Đây cũng là thứ quan trọng nhất đối với một bộ phim viễn tưởng như King Roger vì đã giúp cho đoàn làm phim dựng nên một thế giới hoàn toàn giả tưởng với 5 quốc gia rất khác nhau về phong cách, cảnh quan, kiến trúc, trang phục và bản sắc văn hóa. Điều này phần nhiều giúp cho đoàn làm phim có thể thỏa sức sáng tạo những cảnh quay, góc quay, địa điểm mới mà không cần phải đi xin phép quay ngoại cảnh trong suốt một series hay phải tốn tiền dựng mô hình cảnh giả khi mà quy mô môi trường địa điểm của King Roger cực kỳ đặc trưng và rộng lớn. Giờ ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về công đoạn nghiên cứu, xây dựng 3D CG background, thứ quan trọng bậc nhất giúp hình thành thế giới quan và bối cảnh trong King Roger nhé. Trước khi làm 3D, ta sẽ phải trải qua quá trình vẽ concept art dựng trên những nét đặc trưng của từng nước, giúp khán giả có thể hình dung rõ nét về chất riêng của mỗi quốc gia. Trước khi lên concept, đạo diễn Kami Horiuchi đã vẽ một bản đồ của GQ, sau đó đã được họa sĩ Tajima vẽ lại. Sau khi đã có concept, việc tiếp theo là biến nó thành tài nguyên để sử dụng trong quá trình quay. Tất cả các tài nguyên đoàn phim sử dụng đều được làm trên Unreal Engine. Do tính chất là một bộ phim giả tưởng lấy bối cảnh ở thế giới khác, nên có thể nói nếu không có những tài nguyên này thì chúng ta sẽ không thể có được một GQ như bây giờ. Ngoài ra, công nghệ này còn giúp cho các diễn viên và đạo diễn dễ hình dung được ra bối cảnh, biết được các shot quay sẽ có những gì, camera sẽ đặt ở đâu, giúp cho việc đóng phim sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đây là những concept mà ekip đã thiết kế, đồng thời cũng có những thông tin khác về đất nước như môi trường, khí hậu, giao thông, vai trò của vương quốc mà Toei đã đề cập đến trong blog của mình. Đầu tiên, vương quốc Shukodom được Flex đảm nhận, Kuagon, tòa thành Caucasus Kabuto và những chú bọ máy Guardian là phần thiết yếu của phim. Sau đó đã được giao cho Chengdu Black Film Linkage Technology dựng nên, với team thiết kế hướng về phong cách châu Âu cổ với nhiều loại máy móc dạng steampunk. Khí hậu mùa màng ở Shukodom tương đối ổn định. Phương tiện giao thông chính là các chú bọ máy Guardian như chiếc taxi ta thấy trong tập 15. Người và bọ sống chung với nhau. Vai trò chính của Shukodom là duy trì sự cân bằng của thế giới bằng sức mạnh của các thủ hộ thần. Ở Shukodom, họ thiết kế tòa thành ở chính giữa thành phố và treo tít trên cao với 4 cây máy có chức năng như thang máy, cũng là khu vực để các côn trùng máy của vương quốc làm việc ở trên đó như ta có thể thấy ở tập 1. Nối giữa tòa thành và 4 cây máy là thứ mà đoàn làm phim gọi là con đường gươm. Ở trước tòa thành là một quảng trường, cũng là nơi mà Kuagon trú ngụ ở tập 1.
Như các bạn thấy trong hình, họ cũng có để vài model hình người để làm hình nộm cho việc căn chỉnh kích thước của toàn thành phố. Ngoài ra, trong ghi chú của đạo diễn Kami Horiuchi cũng có những chi tiết như các tòa nhà không nên quá sặc sỡ, kích thước tối đa của các căn nhà nên là 12m, bao gồm cả phần trang trí, quốc kỳ được treo ở khắp nơi, đèn đường nên có hình dạng côn trùng, sử dụng xen kẽ các CG và đạo cụ thủ công. Do độ cầu kỳ của vương quốc, đạo diễn, nhà sản xuất đã phải họp bàn với ban mỹ thuật rất nhiều lần để rồi ta có được thành phẩm như trên hình. Tiếp tới là Unkosopa được Toshiyuki Kimura thiết kế. Ông cũng là người thiết kế Daybreak Town trong Kamen Rider Zero-One. Toàn bộ tài nguyên của Unkosopa được Black Flame dựng nên. Thành phố của Unkosopa mang hơi hướng cyberpunk với đèn neon và những tòa nhà chọc trời ở khắp nơi. Cư dân ai cũng có một chiếc máy như iPhone hay iPad nhưng hiện đại hơn. Vùng ngoại ô là khu công nghiệp hoàn toàn tự động. Phương tiện giao thông gồm xe hơi, xe máy, Segway, xe điện. Khí hậu nơi đây có đủ 4 mùa. Đây là một thành phố hiện đại gần giống với những thành phố quen thuộc mà chúng ta đang sống. Theo ghi chép của đạo diễn, mây sẽ luôn tích tụ trên đỉnh tháp của tòa thành Peta. Sét sẽ đánh vào cột thu lôi của tòa thành. Từ tòa thành dẫn thẳng ra một cái máy phát điện cỡ đại. Từ đó, năng lượng sẽ được truyền ra cả thành phố. Trên lối đi vào thành sẽ được bố trí những cảm biến ở dưới chân. Khu vực thành phố sẽ có những tòa nhà cao tầng và những ngôi nhà với hình dáng quen thuộc, tiện cho việc lồng các shot quay ngoại cảnh trong thành phố vào phim như trong tập 2, tập 9 hoặc tập 35. Ở bên trong tòa thành, nơi đặt ngai vàng sẽ có thiết kế đậm chất khoa học viễn tưởng với 3 vòng máy luôn xoay quanh. Theo ghi chép của đạo diễn, địa điểm mà mọi người hay tụ họp cũng là nơi mà Yanma để bàn làm việc và ghế của mình thật ra không phải là ngai vàng. Ngai vàng thật sự của Unkosopa nằm ở phía trên, còn ngai vàng của Yanma lại là chiếc ghế gaming quen thuộc. Thiết kế ở Unkosopa và ở Shukotom có phần sàn tròn để tiện việc tích hợp cùng với các đạo cụ trong lúc setup môi trường, giúp dễ thay đổi tùy theo bối cảnh trong khi ghi hình. Với Ishabana, để diễn tả được vẻ đẹp hoàn mỹ, diễm lệ của nơi đây, dàn staff đã nghĩ đến ý tưởng thành phố nước. Thiết kế nhà cửa tuy có nét tương đồng với Shukotom với kiến trúc nhà cửa theo phong cách châu Âu cổ, nhưng nơi đây lại mang âm hưởng của Venice của Ý nhiều hơn. Ngụ trên mặt nước, nhà cửa, các khu dân cư chia nhau rải rác khắp nơi. Thành phố luôn tràn ngập hoa, thời tiết chủ yếu là nhiều nắng. Phương tiện giao thông thường thấy là xe ngựa và thuyền. Bức phơ họa trên hình được Kojima Keisuke phác thảo. Ông là một đạo diễn và animator có nhiều kinh nghiệm cho mảng anime. Đây là lần đầu tiên ông tham gia một dự án của Super Sentai. Một điểm đáng nói, do King Roger là một dự án rất đặc biệt và đậm tính giả tưởng, nên phim có nhiều điểm lấy cảm hứng từ anime trong lúc dựng hình và quay phim. Ấn tượng nhất của thiết kế này, ắt hẳn là cánh hoa xung quanh tòa thành Flabuto có thể đóng mở được. Phía sau khu vực ngai vàng của Ishabana là một hồ cá. Ngay phía trước khu vực ngai vàng của cung điện là nơi mà Himeno cùng các y tá, bác sĩ khác điều trị cho bệnh nhân. Ishabana tuy là nước thứ 3 xuất hiện trên phim, nhưng lại là vương quốc cuối cùng được dựng model 3D. Do đã có sẵn concept thiết kế rõ ràng, nên dàn staff bên Black Flame có thể dựng sẵn trước một phần trong lúc dựng Sukodom và Unkosopa. Sau đó, họ chỉ việc ghép lại tất cả các chi tiết với nhau. Tofu, đất nước nông nghiệp rộng lớn, thời tiết đa dạng nhờ diện tích lãnh thổ. Đây cũng là quốc gia được lấy cảm hứng Nhật Bản rõ rệt nhất. Concept art đã được bác Toshiyuki Sato vẽ. Bác cũng là một cựu animator, illustrator lão làng trong ngành công nghiệp anime. Thành Takitate được đặt ở một vị trí cao trên đồi. Trước mặt thành là những ngôi làng, phía xa là đất nông lâm được trải ra theo hình tổ ong. Ngay dưới thành là chỗ ong máy có thể ở và làm tổ. Dựa trên ghi chép của đạo diễn, họ thêm vào những dạng núi to ở phía xa để cho khung cảnh hùng vĩ hơn, thay đổi thiết kế trên miếng gập sau lưng thành để tạo điểm nhấn, đồng thời thể hiện rõ chất ca múa nhạc của Tofu. Họa tiết mới trên miếng gập được họa sĩ Norima vẽ. Vị họa sĩ này cũng là người thiết kế phần họa tiết trên bộ đồ của Kaguragi. Gian sinh hoạt của vua ban đầu được thiết kế khá đơn giản. Các miếng chiếu tatami trong phòng có kích thước lớn hơn gấp 1,5 đến 2 lần bình thường. Sau đó, ekip đã thêm vào những họa tiết, chi tiết để căn phòng trông sang hơn. Giữa phòng có bóng đèn disco luôn hoạt động, cửa bên hông mở ra ban công để ngắm nhìn núi đồi và cảnh vật xung quanh. Cuối cùng là Gokan, đất nước luôn bao phủ trong bão tuyết lạnh giá. Nơi đây không hề có phương tiện đi lại trên mặt đất, chỉ có thể bay tới và rời đi. Đây vừa là nhà tù,
vừa là nơi mà những ai không thể thích nghi được với bốn nước còn lại lui tới. Thiết kế của Gokan được Hideki Tajima bên ekip Kamen Rider phụ trách. Ông cũng là người thiết kế cho tòa nhà tập đoàn Hiden của Kamen Rider Zero One. Tuyết là phần quan trọng và khó nhất khi quay ở Gokan. Do thông thường khi quay các cảnh hành động trong mưa tuyết, đoàn phim chỉ có thể quay ở đúng một thời điểm nhất định trong năm. Nên ekip đã phải tự tạo ra tài nguyên tuyết cho Gokan để có thể tận dụng lại liên tục trong suốt cả một năm sản xuất phim. Do bản concept của Gokan được dựng sẵn trong 3D nên việc khó khăn còn lại là làm sao cho bão tuyết và môi trường của Gokan được nhìn chân thực nhất. Phần cầu thang được làm để nối giữa làng và tòa án. Ở đây, họ thêm tuyết để tả chân thực hơn độ khắc nghiệt của Gokan. Họ thêm tuyết và rất nhiều tuyết nữa. Phần lối đi cũng được nới rộng ra để vừa 6 người đi cùng một lúc. Phía bên trong thành giai ban, đồng thời vừa là phòng thẩm phán, vừa là nơi đặt ngai vàng của quốc vương Gokan. Ekip đã điều chỉnh lại phần trang trí và họa tiết để tạo cảm giác băng giá hơn. Phần ghế ngồi của cư dân tham dự phiên tòa được thiết kế theo dạng xích treo. Vương quốc Gokan được trau chuốt chi tiết rất tỉ mỉ, nhưng vì luôn ở trong tình trạng bão tuyết nên nhiều chi tiết ở nơi đây khó lộ ra. Trên hình là cảnh Gokan và thành giai ban về đêm. Về phần của vương quốc Bagdaraku ở dưới lòng đất của Jeremy, do được thêm vào từ tập 27 nên ta không có nhiều thông tin từ Toei về quá trình hình thành nơi đây. Nhưng dựa vào chi tiết thì ta biết được đây là phần đất nằm ở phía dưới lãnh thổ của Gokan. Tuy chỉ là hang động nhưng nơi đây cũng được bài trí đẹp mắt với ánh sáng xanh huyền diệu dưới lòng đất, xen kẽ ánh lửa hồng. Vua Jeremy giờ cũng có cho mình một ngai vàng riêng. Nhờ việc sử dụng bối cảnh 3DCG này nên đoàn làm phim hoàn toàn có thể lưu trữ và dựng lại những set quay, cảnh vật sẵn có. Vì những set quay đó qua thời gian sẽ không còn tồn tại được nữa nên chỉ có thể xài 3D để phục dựng. Ví dụ như bối cảnh nhà tù tại Ishabana trong tập 36 được tái chế dễ dàng từ những tài nguyên có sẵn. Ngoài ra, đoàn làm phim cũng tạo dựng bối cảnh cho những cảnh quay chiến đấu bằng cát tai. Xong, đa phần các cảnh chiến đấu của hợp thể King Roger sẽ quay trên sa bàn thật nên các tài nguyên này được chủ yếu dùng để làm nền cho các cảnh quay trong buồng lái. Nhìn chung, năm vương quốc khác nhau được năm đơn vị đảm nhiệm cho ra những concept riêng biệt. Nên có lẽ đây là lý do mà GQ được nhìn rất đa dạng, phong phú với năm trường phái xây dựng bối cảnh rõ rệt. Toàn bộ quá trình trên được bắt đầu từ khoảng đầu mùa hè năm 2022, qua nhiều lần chỉnh sửa và giao tiếp ở các bên liên quan. Cuối cùng, các tài nguyên của năm nước đã dần hoàn thiện trước khi bấm máy. Một yếu tố khác không thể thiếu trong việc xây dựng nên bối cảnh của King Roger là những đạo cụ thủ công. Model, tài nguyên 3D vẫn chưa đủ để thể hiện hết cảnh quan trong King Roger. Ta vẫn cần có thêm những đạo cụ vật lý để nhân vật tương tác, là yếu tố thiết yếu góp phần giúp khán giả nhập tâm hơn khi xem phim. Vị trí ngai vàng của Chicot Dome được thiết kế tỉ mỉ với số liệu rõ ràng. Sàn tròn ở trong thành Caucasus Kabuto được làm hẳn thành đạo cụ vật lý, giúp tiện lợi hơn khi quay ở trên nền xanh và trên màn hình LED. Những tài nguyên này được làm cả phiên bản thủ công lẫn 3D để phù hợp cho mọi hoàn cảnh, góc quay. Trên blog của Toei không đề cập cụ thể về những đạo cụ thủ công được sử dụng tại Gokan, nhưng thông qua các cảnh quay trong tập 5, ta có thể thấy một vài trang phục và địa điểm có sẵn trong Kamen Rider Saber được tận dụng để đưa vào set quay ở đây. Đảm nhiệm thiết kế đạo cụ cho Ishabana là Ryosuke Shibuya, cũng là một animator đã tham gia rất nhiều dự án anime và Super Sentai, nên ông hiểu rõ được thiết kế của Ishabana phải làm như thế nào để vừa diễn tả trọn vẹn nét diễm lệ, xà tưởng lẫn vẻ đẹp của nơi đây. Dưới đây là hình ảnh những máy móc được các bác sĩ sử dụng để thực hiện phẫu thuật. Ta còn được cung cấp hình ảnh cáp treo để đi lên thành Flaputo ở Ishabana. Hình ảnh thuyền Thiên Nga cũng được dùng trong tập 12. Máy kiểm tra ADN và bông hoa được dùng để làm thiết bị liên lạc. Đạo cụ ở Tofu cũng được Shibuya thiết kế. Dù nơi đây lấy cảm hứng Nhật Bản, song bảng chữ viết ở đây hoàn toàn không phải là mặt chữ tiếng Nhật, nên từ bảng phát thảo có sẵn, ekip đã có những tinh chỉnh lại cho biển hiệu sử dụng bảng chữ của GQ. Ngoài ra, các đệm ngồi ở trong thành được làm kích thước cỡ đại để vừa thể hiện vẻ uy nghiêm, vừa giúp tạo thêm khoảng trống giữa nhân vật và background, hạn chế cho việc nhân vật chạm hẳn vào sàn phông xanh khiến cho nhân vật bị ám xanh và gây khó khăn trong việc khi phông. Những đạo cụ sử dụng trong phim đa số luôn được phác thảo trước khi dựng nên thành sản phẩm. Một số được làm thành dạng vật lý và một số khác thì được dựng lên bằng 3D. Do ta đã có công nghệ giúp scan vật phẩm từ ngoài đời thành model 3D nên việc thao tác cũng không quá khó khăn. Họa sĩ Shomamuto đảm nhận việc thiết kế props cho Unkosopa,
vị này cũng từng góp phần dựng nhiều thiết kế cho nhiều series tokusatsu khác nhau. Muto cũng đảm nhiệm phần thiết kế buồng lái của King Oger. Đây cũng là một trong những thứ đặc biệt chỉ King Oger mới có. Đoàn phim đã sử dụng exoskeleton của Silicon X để làm bàn điều khiển trong King Oger. Đạo diễn Kamiho Ryuchi biết tới những thứ này khi đang xem TV. Ông thấy thích thú với cách nó vận hành mà không cần dùng tới điện đóm gì cả, nên đã liên hệ ngay cho Silicon X, các đạo diễn cũng như những bên liên quan tới robot để thăm dò. Dưới đây là hình ảnh đạo diễn Kamiho Ryuchi thử khoác lên Silicon X. Mọi người trong ekip sản xuất đều rất thích thú với thứ trang bị này, nên đạo diễn đã nghĩ ra việc đưa nó vào bên trong buồng lái của King Oger, đồng thời cho ta thấy được cảnh vật bên ngoài từ trong buồng lái. Như vậy, có thể tận dụng được cảnh quan của King Oger. Đây cũng là một thứ giúp khán giả nhập tâm vào phim. Sau đó, đoàn phim đã phác thảo ra thiết kế và biến ý tưởng này thành hiện thực. Nhờ vậy, những cảnh quay chiến đấu bằng cát thai của King Oger đã tạo cảm giác chân thực hơn rất nhiều. Tới đây, chúng mình xin phép kết thúc phần nội dung của khâu tiền kỳ sản xuất, xây dựng bối cảnh và thế giới quan trong Osama Sentai King Oger. Trong thời gian tới, chúng mình sẽ còn đem tới thêm hai nội dung khác xoay quanh về quá trình casting, thiết kế trang phục và công đoạn ghi hình, hậu kỳ của phim. Mong các bạn sẽ đón xem trong những clip tiếp theo. Mong rằng video này đã đem tới cho các bạn những thông tin thú vị và bổ ích. Đừng quên để lại bình luận cho chúng mình được biết, like, share video và subscribe cho kênh để tạo động lực cho chúng mình ra mắt thêm nhiều video thú vị hơn. Nếu như yêu thích những sản phẩm của nhóm chúng mình, bạn có thể nhấn vào nút cảm ơn, một chức năng mới của YouTube giúp khán giả tri ân các content creator hoặc tham gia gói hội viên của chúng mình với 4 mức giá như trên hình đây để nhận được những quyền lợi, ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho hội viên. Ngoài ra, bạn cũng có thể ủng hộ trực tiếp cho nhóm thông qua số tài khoản cá nhân luôn được đính kèm ở phần mô tả để yêu cầu chúng mình sản xuất nội dung mà bạn mong muốn, cũng như ủng hộ cho công sức làm việc của nhóm. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Rin của RTK Media. Xin chào và hẹn gặp lại! ジョーカー! 俺とお前は戦うことでしか分かり合えない!